Thanh Vân xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, bệnh phụ khoa tưởng như phụ nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ lớn gây ra nhiều các loại bệnh cho chị em phụ nữ. Đây là nội dung của câu chuyện y tế tuần này, như một lời cảnh báo với phái nữ cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân hơn nữa. Phần hỏi đáp y tế là cuộc trao đổi giữa phóng viên của chương trình với bác sĩ chuyên khoa về những điều cần biết của phương pháp nút mạch gan. Tiểu mục sổ tay học là bài thuốc chữa ngứa do phong nhiệt và bài tập giúp giảm đau vai gáy. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Mẩn ngứa xuất hiện trên da với nhiều nguyên nhân khác nhau. Theo y học cổ truyền, bệnh mẩn ngứa trong mùa hè chủ yếu là do phong nhiệt xâm nhập vào cơ thể, lưu lại ở trên da. Để giải quyết bệnh này, bệnh nhân nên dùng các bài thuốc có tác dụng thanh và giải nhiệt. Ngay sau đây, lương y Đỗ Thị Hồng, hội viên Hội Đông y huyện Yên Mỹ sẽ giới thiệu đến quý vị bài thuốc điều trị hiệu quả chứng bệnh này. Xin chào khán giả truyền hình Hưng Yên. Xin giới thiệu bài thuốc chữa phong nhiệt về mùa hè. Khách hàng vẫn thường nói gọi là máu nóng, gan nóng. Đông y từ chuyên môn gọi là huyết nhiệt sinh ra từ bên trong. Cái thứ hai nó kết hợp với cả phong nhiệt, nó do thời tiết nóng quá mà sinh ra. Thì hai cái kết hợp với nhau sinh gây nên bệnh. Thường được biểu hiện cho bệnh nhân là ngứa này, mày đay này, rồi mụn nhọt này, rôm sảy này. Bài thuốc này gồm có sinh địa 12g, dưỡng âm, lương huyết, huyền sâm 12g cũng dưỡng âm, thanh nhiệt, kinh giới 20g phát tán phong nhiệt, hạ khô thảo 12g, niên kiều 12g, niên kiều thì nó có tán kết, tức là tiêu các cái thứ mà nó cũng gọi thuộc về phong mà nó tính nó kết rắn lại. Xích thược 12g, hoạt huyết và thanh nhiệt, thương nhĩ là 16g, tác dụng là nó tiêu độc, tiêu viêm. Kim ngân hoa 16g, kim ngân hoa cũng là thanh nhiệt, tiêu viêm. Thổ phục 20g, diệp hải châu 16g, bồ công anh 20g, xài đất 16g, nhân trần 16g, phù bình 16g, đơn đỏ 16g, cam thảo 6g, cà gai leo 20g, quy vĩ 12g, sinh hoàng kỳ 12g. Các vị thuốc trong đơn thuốc này đều là thanh nhiệt và lưu huyết, phát tán phong tiêu độc. Bài thuốc này thì là về sắc uống ngày một thang, từ sắc lấy 3-4 nước uống trong ngày, cách 4 tiếng uống 1 lần. Khi đun sôi nước đầu tiên thì quý vị đổ nước hơi ngập bã thuốc vì thuốc nó còn khô. Nước sau rồi đi thì nước đã đổ hơi sần sàn bằng mặt bã thuốc. Khi đun sôi thì cũng cho nhỏ lửa, khi nào còn độ 180-200ml thì lấy ra uống. Trong cái đơn thuốc chữa cái bệnh về phong nhiệt, huyết nhiệt này thì phải lên kiêng các cái chất cay nóng. Thưa quý vị, vùng vai gáy nhức mỏi thường xuyên có ảnh hưởng lớn đến công việc và cuộc sống hàng ngày của người mắc phải. Đau cổ vai gáy không chỉ gặp ở người già, người trung tuổi mà còn gặp ở những người làm việc công sở hay sử dụng điện thoại, máy tính thường xuyên, ít vận động. Để cải thiện nhanh chóng các triệu chứng khó chịu, bệnh nhân cần thực hiện một số bài tập thể dục chữa cơn đau mỏi vai gáy ngay tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ y học cổ truyền Lê Thị Diệu Hồng, khoa y học cổ truyền và phục hồi chức năng Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên ngay sau đây. Đầu tiên ta sẽ làm động tác tăng cường lưu thông máu lên vùng cổ. Tư thế ban đầu, lưng thẳng, hai tay xuôi theo thân và hai chân dang rộng bằng vai. Thực hiện là hai tay vẫn để xuôi theo thân và ta làm động tác đưa vai lên trên cao, lên trên, giữ trong vòng khoảng 10 giây. Đó, ta từ từ hạ xuống và trở về tư thế ban đầu, tiếp tục làm lại. Động tác thứ hai là động tác thư giãn vùng cơ ở cổ. Thực hiện đưa hai tay ra phía sau đầu, giữ thẳng lưng, sau đó ta từ từ cúi đầu xuống, ép đầu xuống khoảng 30 độ, giữ trong vòng khoảng 5 giây. Sau đấy ta lại trở về tư thế ban đầu. Động tác này ta làm khoảng từ 5 đến 6 lần. Động tác thứ 3 là động tác loại bỏ cơ thắt cơ bắp. Sau đấy đưa hai tay lên trên đầu, hai khuỷu tay gấp lại, hai lòng bàn tay áp sát vào nhau. Sau đấy ta từ từ quay sang bên trái,
sao cho cằm chạm vai và song song với cả mặt sàn. Giữ trong vòng khoảng 5 giây. Sau đấy ta từ từ lại quay sang phải. Cố gắng cho vai chạm với cằm. Giữ trong vòng 5 giây. Sau đấy ta lại quay từ từ quay sang bên trái. Động tác này ta làm lặp đi lặp lại từ 5 đến 6 lần. Động tác thứ tư là động tác mở rộng vùng vai, hai tay đặt trước ngực này, vai dang rộng này, thẳng song song với cả mặt sàn nhé. Sau đấy ta từ từ khom lưng, khom ngược lại và cúi đầu áp sát vào ngực. Động tác này ta giữ trong vòng khoảng 20 đến 30 giây. Sau đấy ta đẩy ngực, ưỡn ngực về phía trước và kết hợp với đầu ngửa cổ ra sau tối đa. Giữ trong vòng 5 giây và tiếp tục lặp lại. Động tác này ta lặp lại từ 5 đến 6 lần. Động tác thứ 5 là động tác căng giãn cơ thang. Đối với trường hợp mà bệnh nhân đau cơ vùng cổ gáy bên trái thì ta sẽ thực hiện thao tác bên trái trước. Tay trái người bệnh để xuống dưới đùi và ngồi lên. Tay phải ta vòng qua đầu và kéo đầu về bên đối bên. Động tác này ta giữ trong vòng khoảng 5 giây. Sau đấy ta trở về tư thế ban đầu và đổi bên. Với động tác căng giãn nhóm cơ thang thì ta sẽ làm khoảng từ 5 đến 6 lần. Vừa rồi tôi cũng đã hướng dẫn cho bệnh nhân tập động tác đau vùng cổ vai gáy và có thể tự tập tại nhà. Với trường hợp này là đau vừa và mức độ nhẹ. Còn với trường hợp nặng thì khuyên nên người bệnh nên đến cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị. Nút nẩy gan là một phương pháp điều trị ung thư gan được đánh giá là khá an toàn, có độ đặc hiệu cao, hạn chế sẽ ảnh hưởng đến các tế bào khỏe mạnh. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về phương pháp nút nẩy gan này qua cuộc trao đổi giữa phóng viên của chương trình với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Lệ, trưởng khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Xin hỏi bác sĩ, nút nẩy gan là gì ạ? Nút nẩy gan là một cái thủ thuật, người ta luồn một cái dụng cụ từ động mạch đùi qua động mạch chủ lên động mạch thân tạng và vào những cái mạch máu ở trong gan. Thế thì người ta qua cái đấy thì là người ta luồn một cái ống dây dẫn rất là nhỏ dưới cái màn hình điện quang ấy, là đi đến đâu thì người ta điều khiển ở bên ngoài, người ta nhìn đến đấy, và khi mà vào trong cái động mạch gan rồi thì người ta sẽ bơm những cái thuốc để điều trị. Những trường hợp nào thì cần phải nút mạch gan thưa bác sĩ? Hiện nay thì có mấy ứng dụng của cái kỹ thuật này. Một là người ta nút mạch trong trường hợp mà bị vỡ gan, những trường hợp vỡ gan mà không mổ, người ta nút cái mạch để làm tắc cái mạch chảy máu đó. Cái thứ hai nữa là nút mạch trong trường hợp điều trị cái khối u gan. Cái khối u gan ấy có những mạch máu nuôi thì cái kỹ thuật này người ta sẽ làm tắc những cái mạch máu nuôi cái khối u gan đó, thì làm khối u gan nó không được nuôi dưỡng nữa và dần dần nó sẽ teo nhỏ đi. Và cái kỹ thuật này ngoài ra nó còn thông thường thì người ta còn để người ta chụp cái động mạch gan, người ta chụp cái mạch. Thế đây là kỹ thuật rất là mới và được ứng dụng khoa học kỹ thuật. Và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên thì đã triển khai kỹ thuật này cũng được 4-5 năm nay rồi. Vậy ưu điểm của nút mạch gan như thế nào thưa bác sĩ? Cái phương pháp này rất là hay, đặc biệt là trong hai cái bệnh chính là u gan và trong chảy máu gan do chấn thương hoặc do một nguyên nhân nào đó. Thế bây giờ nếu mà mổ trong trường hợp mà thí dụ như trong trường hợp mà u gan ấy mà mổ thì không phải trường hợp nào mổ được. Nên có nhiều cái u nó rất là sâu trong gan mà không còn khả năng cắt, nút mạch điều trị ung thư gan. Ung thư gan thì nhưng mà trước khi nút mạch cái này thì phải đến để làm các xét nghiệm để đánh giá xem là có thể lăng có khả quan không và có đúng chỉ định không. Phải trường hợp nào cũng nút mạch được, mà có những trường hợp có u nút mạch được và u không nút mạch được. Thí dụ như là cái khối u quá lớn không còn khả năng nữa. Thứ hai là số lượng u, cái u gan người ta chia làm hai loại, một là u gan nguyên phát và u gan thứ phát. U gan thứ phát nghĩa là ở đâu nó di căn đến. Thế còn u gan nguyên phát là tại chỗ đấy nó mọc lên khối u. Thì những khối u gan thứ phát ấy thì là nhiều khối u quá thì người ta cũng không có khả năng nút mạch được. Phương pháp nút mạch gan này thì bệnh nhân cần phải lưu ý gì sau khi thực hiện ca phẫu thuật này ạ? Bệnh nhân sau khi nút mạch gan thì phải theo dõi trong bệnh viện khoảng 24 đến 48 tiếng theo dõi tác dụng của cái thuốc đó. Thứ hai là theo dõi cái biến chứng sau nút mạch,
có khả năng nó gây sốt hoặc nó gây chảy máu hay nó gây áp xe hóa hay là nó gây một cái gọi là tăng men gan hay đấy, thì những cái đấy thì phải theo dõi ở tại bệnh viện, sau đó là về thôi. Bác sĩ có những lưu ý gì đối với những bệnh nhân bị mắc các bệnh về u gan không ạ? Bệnh u gan ấy cũng giống như là một cái u khác, nó không có triệu chứng đặc biệt. Thế và hay gặp ở một số nghi người những cái bệnh rối loạn chuyển hóa. Thứ hai nữa là viêm gan B. Người ta thấy rằng là bị viêm gan B, viêm gan C đấy thì đến 70% sau này là biến thành ung thư gan. Đấy rất nguy hiểm. Cái thứ ba là một số những cái thuốc có thể gây ung thư gan hoặc là một số những cái chất độc hại hoặc là nấm mốc, đặc biệt ở cái nấm mycotoxin ở trong nạc, hạt ngô, hạt điều, những cái thực phẩm mốc ăn vào là nguy cơ ung thư gan rất là cao. Thế và một yếu tố nguy cơ ung thư gan nữa là uống rượu. Rượu nó gây viêm gan là có thể gây ung thư gan. Một số bệnh nhân nguy cơ cao như thế thì chúng ta phải đi khám thường xuyên, đặc biệt là trường hợp viêm gan B, viêm gan C. Có nghĩa là chúng ta phải tầm soát cái sức khỏe, nhất là những cái trường hợp cái tuổi tầm khoảng 40-50 trở lên. Vì cái bệnh ung thư gan này nó hay gặp tuổi trung niên trở lên. Xin cảm ơn bác sĩ. Viêm nhiễm phụ khoa là bệnh phổ biến ở phụ nữ, tưởng là phụ nhưng lại rất quan trọng và là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe hạnh phúc của chị em phụ nữ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nền văn hóa Á Đông mà bệnh phụ khoa được coi là căn bệnh thầm kín, khó nói, với tâm lý tự ti, e ngại, nhiều chị em nữ giới vẫn chưa quan tâm đúng mức tới vấn đề này. Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện nay có đến 90% phụ nữ Việt Nam mắc các bệnh liên quan đến phụ khoa, trong đó có đến 11% tái nhiễm nhiều lần. Số ca mắc phụ khoa mỗi năm tăng từ 15% đến 27%. Bệnh không chỉ giới hạn ở phụ nữ đã lập gia đình, xu hướng trẻ hóa của bệnh lý này là điều đáng lo ngại. Tuy nhiên, 60% phụ nữ đã và đang mắc các chứng bệnh phụ khoa lại ngại ngùng, không dám đi khám phụ khoa định kỳ. Đi khám phụ khoa như thế này thì thường là phụ nữ chúng em rất là ngại đến các bệnh viện, thường chỉ đến các hiệu thuốc để mua thuốc về dùng, nếu mà những trường hợp mà mình cảm thấy nặng hơn thì mới đến bệnh viện để khám. Thực ra là chúng em cũng biết là bệnh phụ khoa cũng rất là nguy hiểm đối với phụ nữ. Thế nhưng mà do công việc, thời gian, quá trình điều trị nên chúng em rất là ngại. 40 tuổi, người phụ nữ này vẫn đang trên hành trình đi tìm con. Viêm nhiễm phụ khoa trong thời gian dài không được điều trị đúng và triệt để khiến chị bị tắc ống dẫn trứng, khó có khả năng mang thai tự nhiên. Trước đó mình mới kết hôn thì mình chưa biết được về cái biện pháp mà vệ sinh và phòng tránh. Nó viêm từ buồng tử cung, nó dẫn đến mình bị hẹp vòi trứng rồi gây ra tắc vòi trứng. Nó là mình bị vô sinh thứ phát, ảnh hưởng rất nhiều, bởi vì là khi mà mình bị viêm ấy, nó sẽ nặng thì nó sẽ ngứa ngay đấy, và nó rất là khó chịu, nó sẽ mang đến cho mình là rất là bất tiện. Nói chung là mình không nên tự ti mà cảm thấy hết, mà mình nên đi khám thường xuyên khi mà thấy có dấu hiệu bất thường. Chứ mình không nên là ngại ngùng, nhất là những bạn mà còn trẻ tuổi, còn trong cái đấy độ tuổi sinh sản, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn. Chỉ khi bệnh chuyển sang giai đoạn nặng, chị em mắc bệnh mới biết đến cơ sở y tế thăm khám, khiến việc điều trị trở nên tốn kém, mất nhiều thời gian và có thể để lại hậu quả nặng nề, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Theo thống kê của Bộ Y tế, có tới 35% bệnh nhân có thể mắc các biến chứng nguy hiểm như viêm lộ tuyến cổ tử cung, lạc nội mạc tử cung, ung thư cổ tử cung hay ung thư buồng trứng. Ví dụ như là da máu hoặc da khí hư nhiều hoặc đau bụng nhiều thì người ta mới đến ngay và luôn. Còn không thì thường là cứ ví dụ như ổn định công việc, thời vụ xong rồi bắt đầu mới đến bệnh viện khám. Rất là nhiều phụ nữ đến khám với chúng tôi thì là đa phần là bị viêm, viêm nhiễm cái đường sinh dục, đặc biệt là viêm âm đạo rồi thì viêm cổ tử cung. Trường hợp mà đến muộn thì dẫn đến ung thư, lại phải chuyển đi lên tuyến trên. Đấy là một trong những cái mà khuyến cáo của chị em là nên đến khám theo định kỳ. Đặc biệt những cái bệnh phụ khoa của phụ nữ, cái tỷ lệ ung thư cũng rất là nhiều trong cộng đồng. Bệnh phụ khoa là một vấn đề sức khỏe cộng đồng cần quan tâm. Việc thiếu kiến thức và thói quen vệ sinh không đúng cách là một trong những nguyên nhân gây nên bệnh. Vì vậy, chị em đừng chủ quan với dấu hiệu bệnh phụ khoa. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, việc cung cấp kiến thức đầy đủ để phụ nữ nhận thức được nguy hại của bệnh phụ khoa và chủ động thực hành phòng bệnh là điều cần làm thường xuyên. Chương trình Cuộc Sống Khỏe hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.